Sáng 12 tháng 9, các sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra các loạt trận tiếp theo của vòng loại Euro 2024. Đáng chú ý nhất là cặp đấu Bồ Đào Nha Luxembourg. Bồ Đào Nha vẫn chứng tỏ họ là ông vua vòng loại. Đội bóng xứ Iberia đã cùng với Pháp là một trong hai đội tuyển hiếm hoi toàn thắng và không nhận bất cứ bàn thua nào từ đầu chiến dịch vòng loại Euro 2024 đến nay. Tiếc rằng Ronaldo vắng mặt ở trận đấu này với lý do phải chấp hành án treo giò. Tuy nhiên, việc không có sự phục vụ của Ronaldo cũng chẳng quan trọng bởi bất chấp đối thủ Luxembourg đang chơi tốt, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ bằng thắng lợi lên đến 9-0. Các bàn thắng của Bồ Đào Nha được ghi bởi Goncalo Inacho 12-45+4, Goncalo Ramos 17-33, Diogo Jota 57-77, Ricardo Horta 67, Bruno Fernandes 83 và Joao Felix 88. Vậy là Bồ Đào Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh thống trị tại bảng di vòng loại Euro 2024 với thành tích toàn thắng cả 6 trận đã chơi, ghi tổng cộng 24 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Tấm vé tham dự vòng chung kết Euro 2024 gần như chắc chắn đã thuộc về thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez. Kết quả một số trận đấu khác: Latvia 0, Israel, Iceland 1, không Bosnia và Herzegovina, Slovakia 3, không Liechtenstein, Armenia 0, 1 Croatia. The Guardian đưa tin, tiền vệ Paul Pogba có thể phải đối mặt với án treo giò dài hạn sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với một loại thuốc tăng cường hiệu suất có tên testosterone vào ngày 20 tháng 8 sau cuộc chạm trán giữa Juventus với Udinese tại Serie A. Đây là trận đấu mà cầu thủ người Pháp không được tung vào sân nhưng anh vẫn được yêu cầu xét nghiệm doping ngẫu nhiên. Tiền vệ của Juventus được cho là sẽ bị đình chỉ thi đấu như một biện pháp phòng ngừa và sẽ có 3 ngày để yêu cầu phân tích lại kết quả. Nếu kết quả dương tính được xác nhận, Pogba sẽ bị tòa án chống doping quốc gia Italy xét xử và lệnh cấm thi đấu có thể lên tới 2 năm. Hơn nữa, lệnh cấm nói trên có thể được kéo dài đến 4 năm nếu tòa chứng minh rằng cáo buộc doping là có chủ ý. Sau khi Liên đoàn bóng đá Đức sa thải huấn luyện viên Hansi Flick bởi thất bại tuổi hồ 1-4 trước Nhật Bản, cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức Rudi Völler sẽ giữ chức huấn luyện viên tạm quyền để chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo của cỗ xe tăng với đối thủ Pháp. Theo Football Today, hiện ứng viên nặng ký nhất thay thế Hansi Flick dẫn dắt tuyển Đức là huấn luyện viên trẻ Julian Nagelsmann, người đã bị Bayern Munich sa thải vào mùa trước. Sportskeeda cho hay, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Na Uy Solbakken đã đưa ra những nhận định về cuộc đua quả bóng vàng 2023. Cuộc đua rút gọn ở top 3, tôi nghĩ đó là cuộc cạnh tranh giữa Messi, Mbappé và Haaland. Nếu các bạn hỏi tôi ai xứng đáng giành quả bóng vàng 2023, tôi tin đó là Messi, chiến lược gia này nêu rõ. World Cup chính là điểm nhấn lớn nhất để quyết định tới người đoạt quả bóng vàng 2023. Messi và Mbappé đều rực sáng ở sân chơi đó. Về phần mình, Haaland đóng góp công lớn cho Cuan Ba, lịch sử của Manchester City ở mùa giải vừa qua. Theo Sky Sports, tiền đạo Antony đã được MU cho nghỉ phép và được nhận lương đầy đủ mà không phải bị đình chỉ. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford vẫn sẽ tiếp tục xem xét tình hình của Antony. Trước đó, chân sút này bị loại khỏi đợt triệu tập đội tuyển Brazil sau những cáo buộc mới nhất từ bạn gái cũ Gabriela Cavallin và bản thân anh cũng đã đăng dòng bài viết trên mạng xã hội để phủ nhận những cáo buộc trên.